Và hôm nay mình sẽ review 50 giây cái hũ kem sầu riêng nổi tiếng trên mạng không gài. Các bạn thấy cái chữ này là chữ kem sầu riêng nè, để coi cái nó nổi tiếng cỡ nào các bạn ha. Mình ngay một tức mình múc một muỗng. Nó giống như là các bạn ăn sầu riêng thiệt chứ nó không ăn kem. Nếu như mà các bạn nào mà đang thèm sầu riêng á, mà không có sầu riêng ăn á, mua hũ kem về ăn là y chang sầu riêng luôn. Các bạn không cảm nhận được một chút gì đá trong này hết. Nếu như là các bạn ăn sầu riêng gì đó, cái hũ này á, hai hũ là $10. Nếu như mà các bạn tính theo cái vị sầu riêng á, là nó gần 100% cái muối sầu riêng thiệt luôn. Các bạn nếu mà các bạn không biết đây là kem á, các bạn cứ tưởng là các bạn đang ăn sầu riêng gì đó, nó y chang sầu riêng luôn. Nhưng mà nó là kem các bạn nhé, rất là ngon. Mua hai hũ mà ăn mà thèm sầu riêng mà ăn thì mới đã bạn. Ăn rất là đã luôn.